Thông thường á thì ngoài cái việc học tập ra thì có lẽ là các bạn du học sinh của chúng ta cũng rất là quan tâm đến những cái địa danh nổi tiếng ở Malaysia, những cái điểm du lịch hấp dẫn. Như vậy thì thôi thì sẵn đây thì chắc là chị Nia có thể giới thiệu một chút về những cái điểm nổi bật về du lịch ở Malaysia để giúp cho các bạn sinh viên của chúng ta, nếu như có cái cơ hội đến với đất nước này thì cũng có thể là trải nghiệm bằng những cái chuyến du lịch hết sức thú vị và độc đáo tại những điểm đến này. Đầu tiên tôi xin giới thiệu đó là thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Thì đây là được mệnh danh là một thành phố hiện đại, là một trung tâm về kinh doanh và thương mại rất là phát triển. Bên cạnh đó thì Malaysia còn hấp dẫn với những ngọn núi hay là những cái vườn quốc gia, những bãi biển tuyệt đẹp. Đến với Kuala Lumpur thì bạn có thể tận hưởng được cái vẻ đẹp của tòa tháp đôi Petronas, thì được mệnh danh là một trong những tòa tháp đôi cao nhất thế giới hiện nay. Điểm đến tiếp theo là tôi muốn giới thiệu với các bạn ở đây, đó là thành phố Malacca. Malacca thì cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Bạn có thể thưởng thức được vẻ đẹp của một thành phố cổ, một thế giới cổ ở nơi đây. Vóc dáng của thành phố này thì mang vóc dáng của các chính quyền thuộc địa như là Hà Lan, Anh Quốc, hòa lẫn với cái nền văn hóa của Ấn Độ, Ai Cập và Trung Quốc.